Liên quan đến vụ vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 12 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có quyết định khởi tố 27 vụ án, khởi tố 78 bị can về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố huy động nhiều lực lượng của các phòng nghiệp vụ, Công an quận huyện và thành phố Thủ Đức tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam, phát hiện vào ngày 16 tháng 3 năm 2023 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Qua điều tra, công an làm rõ các nữ tiếp viên bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam, đồng thời xác định thêm nhiều chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một đối tượng người Việt Nam lưu trú tại Pháp, sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tiếp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng. Sáng 12 tháng 5, tiếp tục phiên xét xử ông Nguyễn Ngọc Hai và 11 bị cáo khác, nguyên là lãnh đạo và cán bộ tỉnh Bình Thuận. Kết thúc phần xét hỏi, tòa chuyển sang tranh luận. Tại đây, đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm giải quyết vụ án, đề nghị các mức án đối với các bị cáo. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị phạt cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai 5-6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong vụ giao 3 lô đất trái quy định cho doanh nghiệp gây thiệt hại 45 tỷ đồng. Cùng tội danh với bị cáo Hai, cựu Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Lương Văn Hải bị đề nghị 4-5 năm tù. Cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Bình Thuận Hồ Lâm và cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Bình Thuận Lê Nguyễn Thanh Danh bị đề nghị 4-5 năm tù. Cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận Ngô Hiếu Toàn bị đề nghị 30-36 tháng tù. Viện Kiểm sát đề nghị phạt cựu Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đặng Hoài Nhân cùng cựu Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thu Phong 30-36 tháng tù, cựu Chi cục trưởng Quản lý đất đai Nguyễn Thanh Cho, cựu Phó Chi cục trưởng Lê Nam Hưng và hai cựu cán bộ Phạm Duy Cường từ 24-30 tháng tù, Lê Anh Huy 18-24 tháng tù. Bị cáo còn lại là ông Nguyễn Văn Phong, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, cựu Giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận, bị đề nghị 24-30 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 12 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật có chứa chất cấm sử dụng tại Việt Nam. Theo đó, Công an tỉnh An Giang tổ chức tiêu hủy 6.160 chai, 60 can và 200 gói thuốc bảo vệ thực vật các loại có chứa chất cấm sử dụng tại Việt Nam. Đây là số thuốc bảo vệ thực vật trong hai vụ vi phạm hành chính không xác định được người vi phạm do Tổ liên ngành phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ thời gian qua. Theo thống kê, hàng năm vùng đồng bằng sông Cửu Long sử dụng hàng ngàn tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại, trong đó không ít loại thuốc diệt cỏ, thường gọi thuốc khai hoang, là chất bị cấm lưu hành từ lâu. Tối 11 tháng 5, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp đấu tranh chuyên án HT-1122, khống chế bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 2 bánh heroin, 2 kg ma túy dạng đá và 200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Theo đó, vào khoảng 5 giờ 40 phút ngày 10 tháng 5, trên tuyến quốc lộ 8A, đoạn thuộc địa bàn thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị chức năng đã phối hợp để mật phục, bắt giữ quả tang một đối tượng đi từ hướng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vào nội địa. Đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Văn Hòa, 48 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, nhận vận chuyển số ma túy từ một người đàn ông ở thành phố Hà Nội để lấy 20 triệu đồng tiền công. Ngày 11 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam 3 tháng đối với Nguyễn Viết Anh Tâm, sinh năm 1984, ngụ phường 3 thành phố Vĩnh Long về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Khám xét tại nhà riêng của đối tượng, công an đã thu thập và niêm phong nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng Kiến Phát có trụ sở tại phường 3 thành phố Vĩnh Long do Nguyễn Viết Anh Tâm làm giám đốc đã tham gia dự thầu công trình nạo vét rạch Cái Trê. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện để tham gia theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nên Nguyễn Viết Anh Tâm đã làm giả tổng số 36 tài liệu gồm các chứng chỉ, chứng nhận và thẻ an toàn lao động của các nhân sự chủ chốt tham gia công trình lao động.
Sáng 12 tháng 5, thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Huế cho biết đang tổ chức mời đại diện Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế họp để lấy ý kiến nhằm tìm hướng khắc phục tình trạng đá lát mặt đường ở tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng bị bong trợp khỏi lớp bê tông nền đường. Dự án đầu tư chỉnh trang đường Hai Bà Trưng thành phố đi bộ tại Huế do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Huế làm chủ đầu tư với tổng số vốn 97 tỷ đồng, chiều dài tuyến phố đi bộ là 850 m. Công trình khởi công vào tháng 9 năm 2022 do liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ Thương mại 68, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thành Ngân thi công. Ngày 26 tháng 3, tuyến phố đi bộ chính thức được khai trương, nhưng chỉ sau hơn một tháng đã xảy ra hiện tượng đá lát mặt đường một số nơi bị bong trợp khỏi lớp bê tông nền. Tình trạng đá lát mặt đường bị bong trợp cũng khiến phần đường hai bên tim đường trở nên vênh nhau, bên cao, bên thấp. Theo đại diện Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông, sẽ có gần 1 triệu SIM bị thu hồi vì không chuẩn hóa thông tin cá nhân sau ngày 15 tháng 5. Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tính đến thời điểm này có hơn 154.000 thuê bao di động bị khóa 2 chiều đã chuẩn hóa thông tin cá nhân. Con số này chỉ chiếm khoảng 13,48% số thuê bao bị khóa 2 chiều phải chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định. Cục Viễn thông cho hay số thuê bao bị khóa 2 chiều đi đăng ký lại thông tin hiện nay không nhiều. Điều này cho thấy gần như chắc chắn sẽ có gần 1 triệu SIM bị thu hồi về kho số.